cô cho cháu biết cô tên là gì, cô đến từ đâu ạ? À, cô tên là Bùi Thị, cô đến từ Gia Lai. Vâng. À, trước đây cô mắc bệnh gì và biểu hiện của bệnh như nào ạ? Cô đầu tiên cô đau cổ tay trước, xong cô cứ tưởng là nó bao gân, xong sau nó đau dần dần, đau ngón tay bàn tay, xong nó đau các khớp. Vâng. Xong rồi nó sưng đầu gối, xong rồi nó cứ vậy nó đau nhức. Trong mấy năm cô cũng đi điều trị xong nó bớt xong vài năm, giờ mấy năm đây nó lại đau. Đau xong cô đi châm cứu mãi nó không thấy nó đỡ. Cô xem trên tivi này vậy là cô về đây. Vâng. Thì cô đi lần này lần thứ 5 rồi, 4 lần thì cô thấy bớt nhiều. Vâng. Do ở nhà là nó nhức nối lắm mà cô không cặp tóc, nó không vận động, bây giờ cô cặp tóc được rồi. Cô đi lại thấy nó cũng đỡ rồi. Vâng. Thấy cô cũng được, tốt. Thì tầm bao nhiêu phần trăm cô nhỉ? Chắc 60%. Vâng. Cô thấy phương pháp quế chỉ thì có ưu điểm gì ạ? Cô thấy nó tốt là nó vào những cái huyệt rồi các thứ vâng châm về là nó thấy nó nhẹ đi. Và nó không sưng nữa mà nó nhẹ mà nó thấy nó khỏe lên. Vâng, nó cũng nhanh chóng đúng không? Nhanh chóng và nó khỏe, thấy nó khỏe lên. Hôm cô về đây thì cô đau rúm hết người để xong bắt đầu nó đau lắm chịu được, nhưng mà thấy xong cái thì thấy nó khỏe lên. Vâng. Thấy sức khỏe thì nó lên. Vâng. Vậy cô có lời gì muốn gửi tới thạc sĩ bác sĩ Ngô Quang Hùng không ạ? Cô cũng muốn gửi tới bác Ngô Hùng là cố gắng bác điều trị cho mọi bệnh nhân rồi để khỏi bệnh thôi. Dạ vâng. Vâng, cho cảm ơn cô nhé. Chúc cô mau khỏi bệnh ạ. Cô cảm ơn nha. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay tất cả các chi nhánh của Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông trải dài từ Bắc vào Nam đều rất đông bệnh nhân. Vì vậy, quý vị hãy gọi tới số hotline 0981 377 470 để nhận được sự tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Cảm ơn quý bệnh nhân đã tin tưởng Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông trong bao năm qua. Chúng tôi sẽ cố gắng mở thêm nhiều chi nhánh hơn nữa để quý bệnh nhân không phải đi xa mà vẫn tiếp cận được phương pháp cấy chỉ rất hiệu quả này. Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông chúc bệnh nhân luôn khỏe.